Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với trường ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một mẫu ngữ pháp mới trong chương trình N5. Và tiếp tục bài học ngày hôm trước thì hôm nay chúng ta sẽ học thể thông thường của tính từ đôi na hoặc danh từ. Và sau đây mình sẽ đi đến phần ngữ pháp này các bạn. Rồi, đối với tính từ đôi na hoặc danh từ thì mình sẽ chia như sau. Để thì mình sẽ chia thành đà. Yarimasen thành yanai, deshita thành dashita, yarimasen deshita thành yanakatta. Và sau đây mình sẽ luyện tập chia những từ vựng ở dưới nha các bạn. Rồi, kire deshita thành kireda. Kire yarimasen, kire yanai. Kire deshita, kire dashita. Kire ja arimasen deshita. Kire ja nakatta. Và đối với danh từ mình cũng sẽ làm y chang vậy nha các bạn. Ame des. Ame da. Ame ja arimasen. Ame ja nai. Ame deshita. Ame datta. Ame ja arimasen deshita. Ame ja nakatta. Và mình sẽ đi đến mẫu câu nha các bạn. Rồi, câu này nó nói gì các bạn nhỉ? Konbini wa benri des. Thì mình chuyển sang thể thông thường sẽ là Konbini wa benri da. Cửa hàng tiện lợi thì rất là tiện lợi. Tiếp theo, người này sao đây? Người này đang như nào các bạn nhỉ? À, đang rất là bận rộn đúng không nào? Thì mình sẽ nói mẫu câu này như thế nào các bạn nhỉ? Senshu wa ima janakatta. Senshu wa ima janakatta. Tuần trước thì tôi đã không có rảnh. Mẫu này thì sao đây? Ginko wa yasumi jarimasen. Thì mình sẽ chuyển sang Ginko wa yasumi janai. Ngân hàng thì không có nghỉ. Rồi, câu này Kino wa ame deshita. Thì sẽ chuyển sang là Kino wa ame datta. Hôm qua trời đã mưa. Sau đây là hai người bạn đang nói chuyện với nhau. Và vì hai người này là bạn nên là sẽ sử dụng thể thông thường để nói chuyện với nhau. Thì những câu này sẽ chuyển sang như sau. Kyoto wa do datta. Kyoto wa kire datta. À, Kyoto thì đã như thế nào vậy? Kyoto thì đã rất là đẹp. Rồi, hai người này đang nói chuyện gì về cái gì các bạn nhỉ? Và câu này thì chuyển sang thể thân thường sẽ là Inu to neko to dochi ga suki? Neko no ho ga suki. Và khi mình chuyển sang thể thông thường thì cái từ dochira mình sẽ chuyển sang dochi nha các bạn. Rồi, bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì xin các bạn hãy comment ở phía dưới. Đội ngũ giáo viên trường ngữ Hoa Sen sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Minasan, sayonara.